Hello, xin chào tất cả các bạn nha. Các bạn ơi, hôm nay mình và các bạn cùng nhau vô đây khám phá khu vườn này nha các bạn. Mình nghe nói ở trong khu vườn này có rất nhiều chiếc xe đồ chơi đang bị cất giấu trong này nè. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ đi tìm những chiếc xe đồ chơi nha các bạn. Ồ các bạn ơi, mình đã thấy một cái con đường này nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi theo cái đường mòn này nha. Rồi, đi thôi các bạn ơi. Ồ, các bạn ơi, ở đây nè, ở đây có một cái gì nè các bạn. Đâu để mình lại đây coi. Ồ các bạn ơi, đây là xe đồ chơi. Wow, mình đã lượm được một chiếc xe rồi nè các bạn. Xem thử coi bạn này có động cơ không nha các bạn. Động cơ bạn nó nằm đâu ta? À đây không phải nha các bạn. À đây nè. Bạn này cũng có động cơ nha các bạn. À, bạn này rất là đẹp nha. Bạn này màu đỏ nè. À, cái ben màu vàng nè các bạn. Ở dưới này màu xanh. Còn cái bánh xe màu cam. Wow, bạn này nhiều màu quá các bạn ơi. Bạn này rất là đẹp luôn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ để bạn đó ở đây đi. À, rồi, mình để bạn này ở đây đi. Tí nữa mình sẽ quay lại đây nha. Rồi, đi tiếp thôi các bạn ơi. Chúng ta cùng nhau khám phá khu vườn này tiếp nha. Rất là nhiều cây luôn nha các bạn. À, oh, đây nè các bạn ơi. Đây nè. À, ở đây là có cái gì đây? Để mình xem coi. Ở đây là cái gì đây ta? Wow, hình như là một chiếc xe. Đúng rồi các bạn ơi. Đây là một chiếc xe nè các bạn. Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. Xe thang cứu hỏa nha các bạn. Chúng ta có một cái thang ở đây nè. Kéo ra coi. Thang này kéo được không? Bạn xe thang này kéo được luôn nè các bạn. Thu vô. Bạn xe thang này chơi hay lắm nha. Mình xem thử bạn có động cơ không nha các bạn. À, động cơ của bạn nằm ở giữa nha. Wow, ở đây có một cái thang nữa nè các bạn. Ở đây có bình chữa cháy nè các bạn ơi. Bạn xe cứu hỏa này rất là đẹp luôn. Rồi, mình sẽ để bạn nó ở đây luôn. Để bạn chung với lại bạn xe Ben này nha. Đây, để bạn chung với bạn xe Ben nha. Rồi, hai bạn ở đây nha, tí nữa mình sẽ quay lại. Đó, đi tiếp thôi các bạn ơi. À, con đường này rất là dài nha các bạn. Mình cũng không biết con đường này dẫn đi đâu nữa. Mình sẽ đi tiếp nha các bạn. Đó, các bạn nhìn nè, xung quanh đây rất là nhiều cây cối nha. Ô các bạn ơi, ở đây nè. Mình thấy cái gì đây nè các bạn. À, cái gì đây? Hình như xe đồ chơi các bạn ơi. Để mình coi thử nha các bạn. Wow, đúng rồi các bạn ơi. Wow, đây là xe đồ chơi nè. Đâu, để mình lấy ra coi. Ô, hai chiếc xe đồ chơi luôn. À, đây là một chiếc nè. Rồi, mình để đây, mình lấy chiếc còn lại nha. Wow, hai chiếc xe đồ chơi luôn các bạn ơi. Nhiều xe đồ chơi quá. À, để ở đây nha. Wow, đây là hai chiếc xe cổng mút cát các bạn ơi. Rồi, để hai bạn này ở đây nha, mình đi tiếp thôi các bạn ơi. Rồi, mình tiếp tục đi tìm những chiếc xe đồ chơi nào. Không biết ở trong đây có không các bạn. Ồ, trong đây không có các bạn ơi. Rồi, đi tìm tiếp thôi. Khu vườn này nhiều xe đồ chơi đúng không các bạn. Ồ, các bạn ơi, ở đây nè. Wow, ở đây có một chiếc xe gì đây? Wow, thêm một chiếc xe Ben nữa các bạn ơi. Ở đây có một chiếc xe Ben nè. Rồi các bạn ơi, bây giờ mình để bạn đó ở đây nha. Tí nữa mình sẽ gom tất cả các bạn đó lại một chỗ nha các bạn. Rồi, đi thôi. À, mình sẽ đi tìm kiếm tiếp nha các bạn. Ở đây nhiều xe đồ chơi quá. Đi tìm kiếm tiếp thôi các bạn ơi. Ô, các bạn ơi. Ở trong này nè. Đó, ở trong này có cái gì nè? Có phải xe đồ chơi không? Ô, đúng rồi, đây nè. Đây là chiếc xe gì đây? Wow, đây là một chiếc xe cứu hỏa các bạn ơi. À, chúng ta có một cái vòi chữa cháy nè các bạn. Đó, cái vòi này để xịt nước nè. À, thêm một cái thang ở trên đây nữa. Wow, dụng cụ chữa cháy sẽ để bên đây nha. Rồi, qua đây coi thử coi. À, bên đây cũng có luôn nè các bạn ơi. 911, số điện thoại khẩn cấp nha các bạn. Ô, bạn này có mấy cái nút gì nè các bạn. Để mình nhấn thử nha. Ô, có nhạc các bạn ơi. Để mình nhấn thử bên này nha. À, tiếng lùi xe nè các bạn. À, đây nữa. Ồ, đây nữa nè các bạn ơi. À, đây là tiếng còi bình thường thôi. Ồ, bạn này cũng có đèn nè các bạn. Đó, cũng có đèn ở trên đây luôn nha. Bạn này cũng rất là đẹp luôn nha các bạn. Rồi, mình sẽ mang bạn nó ra đây đi. Đây, mình để bạn nó chung với bạn xe Ben này nha. Rồi, tí nữa mình sẽ quay lại. Rồi, đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. À, đi tìm tiếp thôi nào. Ồ, các bạn ơi, đây nè. Cái gì đây? Wow, thêm một bạn xe cẩu múc cát nữa các bạn ơi. Ồ, đây là một bạn xe cẩu múc cát nè các bạn. Ồ, bên đây nữa nè. Bên đây nè. Đây là cái gì vậy? Wow, đây là bạn xe cẩu nè các bạn. Rồi, mình sẽ cầm hai bạn này ra đây luôn. Wow, hai bạn này đẹp quá các bạn ơi. À, một bạn xe cẩu mút cát nè các bạn. Rồi, còn đây là bạn xe cẩu nè các bạn. Đó, bạn xe cẩu này cũng rất là đẹp luôn nha. Rồi, mình sẽ để bạn đó ở đây luôn. Mình sẽ đi tìm tiếp nha. À, đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Wow, khu vườn này rất là nhiều xe đồ chơi. À, trong đây không biết có không? Trong đây không có các bạn ơi. À, đi tìm tiếp thôi. Các bạn ơi, đây nè. Đây có một chiếc xe gì nè các bạn. Đâu, để mình lấy ra cho các bạn xem nha.
Wow, đây là một chiếc xe bồn các bạn ơi. À, đây là xe bồn chở xăng nha các bạn. Ô, bạn này hình như bị chóc hết sơn rồi các bạn ơi. À, bạn này làm việc rất là nhiều nên bị chóc hết sơn rồi nè. Đằng trước có hai anh tài xế nè, một anh tài xế và một anh lái xe luôn. Ồ, bạn này đẹp quá các bạn ơi. Ở đây cái bồn chúng ta mở ra được luôn nè các bạn. Wow, xe bồn mở ra được luôn nè. Nhìn bên trong nè các bạn ơi. Bên trong xe bồn nè các bạn. Rồi, bạn này mình để đây nha. Rồi mình đi tìm tiếp nha các bạn. Nhiều xe đồ chơi quá. Rồi, đi tìm tiếp thôi. Ồ, các bạn ơi, đây nè. Kế bên đây luôn. Wow, thêm một chiếc xe gì đây, nhìn lạ quá các bạn ơi. À, đây là một chiếc xe cẩu múc cát các bạn ơi. Ồ, xe cẩu múc cát này nhìn lạ đúng không các bạn? Đố các bạn biết nhìn giống cái gì nè. À, mình thì nhìn thấy giống cái bình ga đó các bạn ơi. À, thấy giống cái bình ga quá. Nhưng mà bạn này cũng rất là đẹp nha. Rất là lạ và đẹp nha các bạn. À, xem cái gầu múc cát của bạn đó coi. Wow, gầu múc cát của bạn nó rất là dài và to luôn các bạn ơi. À, xe cẩu múc cát này chạy bằng mắt xích hả ta? À không các bạn ơi. À, xe cẩu múc cát này chạy bằng bánh xe nha. Không phải bánh xích đâu. À, cũng có động cơ luôn nè các bạn. Rồi, mình sẽ để chung với lại bạn xe bồn đây nha. Rồi, hai bạn ở đây đi. Mình đi tìm kiếm các bạn còn lại đây. À, đi tìm kiếm các bạn ơi. Wow, nhiều xe đồ chơi quá. Khu vườn này rất là rộng luôn các bạn ơi. Mình đi không biết bao giờ mình mới hết con đường này nữa. Ồ, các bạn ơi, đây nè. Ở đây có cái gì nè. Một cái hộp gì đây nè các bạn. Hộp gì đây? Wow, hộp gì đây nè các bạn ơi. Để mình lấy ra thử coi. Nhìn rất là giống hộp đồ chơi luôn. Nhưng mà mình không biết trong này có đồ chơi không ta. Thùng rác nè các bạn. Và xe nè. Rồi mình thử khui cái hộp này ra cho các bạn cùng xem nha. Không biết có đồ chơi không nữa. Ô các bạn ơi, có xe nè các bạn. Wow, có xe nè các bạn ơi. Wow, rồi để mình khui ra cho các bạn cùng xem nha. Khui ra cho các bạn xem nha. Đây là xe gì đây các bạn ơi. Rồi, mình lấy bạn này ra trước nha các bạn. Đây là một xe bồn các bạn ơi. Wow, xe bồn màu trắng nha các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Màu trắng và màu đỏ nè các bạn ơi. Rồi, mình để bạn ở đây đi. Rồi, tiếp theo, đây là bạn xe gì đây. À, đây là một bạn xe chở rác các bạn ơi. Cái đằng sau này có thể ben được luôn nha các bạn. Đó, ben lên nè. Wow, kéo được xuống đất luôn. Rất là hay nha các bạn. Rồi, tiếp theo các bạn ơi. Theo đây là cái chiếc xe gì đây. Đây là xe gì các bạn ơi. Mình cũng không biết bạn này xe gì nữa. À, xe cứu hộ hay sao đó các bạn ơi. Rồi, để mình lấy bạn còn lại nha. Ồ, bạn còn lại là bạn gì đây. Wow, bạn còn lại là bạn xe rác luôn nè các bạn ơi. Bạn còn lại cũng là bạn xe rác luôn. Nhưng mà bạn xe rác này bạn xe rác này mở được luôn nè các bạn. Các bạn thấy không. Đó, bạn xe rác thì mở được luôn nha. Rồi, đóng lại đi. Wow, hộp xe đồ chơi này có 4 chiếc xe đồ chơi luôn nha các bạn. À, 4 chiếc xe rất là đẹp luôn. Rồi, mình để các bạn nó ở đây đi. Giờ mình đi tìm tiếp nha các bạn. Không biết là còn xe đồ chơi nào nữa không ta. Đi tìm tiếp thôi các bạn ơi. Ô các bạn ơi, đây nè. Không biết là cái gì ở đây nè các bạn. Không biết phải là xe đồ chơi không nữa. Rồi, mình lại đây nha. Mình lại đây xem thử coi. Các bạn ơi. Wow, đúng là đồ chơi nè các bạn. Siêu anh hùng các bạn ơi. Siêu anh hùng nè. Siêu anh hùng và một khẩu súng đồ chơi nè các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ tập hợp tất cả các bạn xe mà mình kiếm được. Và mình sẽ khui cái đồ chơi này ra cho các bạn cùng xem nha. Rồi, let's go now. Rồi, các bạn ơi. Mình đã hoàn thành rồi nè. Đó. Wow. Bây giờ mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi nè, đúng không các bạn. Bây giờ mình sẽ khui bạn siêu nhân này ra cho các bạn cùng xem nha. Rồi, để bạn xe cổng cát ở đây đi. Đây, mình sẽ khui bạn siêu nhân này ra nha. Khui ở đâu đây ta? Đây các bạn ơi. Mình sẽ khui ra nha. Wow. Bạn siêu nhân này có áo choàng luôn nè các bạn ơi. Rất là đẹp luôn. Bạn cũng có một cái khiên ngay đây nè. Nhấn nút rồi coi. Bạn này có đèn luôn nè các bạn. Rất là đẹp luôn nha. Bạn này cũng có đèn nè. Wow, bạn này đẹp quá các bạn ơi. Mình thử bay nha. Wow, mình là siêu nhân đây. Xin chào tất cả các bạn xe đồ chơi nha. Rồi, mình sẽ bay về nào. Rồi, đáp cánh xuống. Wow, bạn siêu nhân này chơi rất là hay luôn. Rồi, tiếp theo các bạn ơi. Ở đây có một cái gì nè. Wow, một cái búa các bạn ơi. Rồi, cho bạn siêu nhân cầm búa đi. Đó. Rồi, tiếp theo nào. Wow, đây là một khẩu súng đồ chơi nè các bạn.
À, rất là đẹp đúng không? Khẩu súng đồ chơi này màu xanh và màu vàng nha các bạn. Nhưng mà khẩu súng đồ chơi này chơi sao ta? À, đây là viên đạn nè các bạn ơi. À, đạn này đạn hít nha. Rồi, mình kéo vô đây. Gà đạn rồi đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ bắn nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nhắm vô đây nha các bạn. Rồi, bắn nào. Bắn, hay quá các bạn ơi. Rồi, bắn lại xem bạn này bắn xa được tới đâu. Đây, gà đạn vô nha các bạn. Rồi, mình sẽ xem thử coi bạn này bắn xa được tới đâu nha. Bắn nào, bắn tít đằng kia luôn các bạn ơi. Wow, bạn này bắn xa quá các bạn ơi. Đạn của bạn này rất là an toàn nha các bạn. Đạn hít nha. Rồi, mình sẽ thử hít đây coi. Hít được bạn xe cậu lên luôn. Rồi, mình thử kéo bạn xe cậu lên luôn nha. Kéo thử được không? Kéo được luôn nè các bạn ơi. Wow, nè, kéo được bạn xe cậu lên luôn nè các bạn. Wow, hít được luôn nè các bạn ơi. Rồi, mình để lại bạn nó ở đây đi. Khẩu súng đồ chơi này chơi rất là hay luôn nha các bạn. Hôm nay mình tìm được rất là nhiều xe đồ chơi nè các bạn. Và một anh siêu nhân nữa. Rồi, mình đếm coi nãy giờ mình tìm được bao nhiêu chiếc xe đồ chơi rồi nha các bạn. Một chiếc xe nè, hai chiếc nè, ba chiếc nè, bốn chiếc nè, năm chiếc nè, sáu chiếc nè, bảy chiếc nè, tám chiếc nè, chín chiếc nè, 10 chiếc nè, 11 chiếc nè, 12 chiếc nè, 13 chiếc nè, 14 chiếc xe nè các bạn ơi. Wow, bây giờ chúng ta tìm được 14 chiếc xe và một anh siêu nhân, rất là nhiều đúng không các bạn? Nhưng mà các bạn ơi, bây giờ trời cũng đã chiều rồi, mình phải về nhà ăn cơm, học bài, làm bài tập nữa. Các bạn cũng vậy nha, các bạn cũng phải ăn cơm, học bài xong, làm bài tập xong rồi mới được chơi nha. Rồi, chào các bạn nha. Hẹn các bạn tập tiếp theo nha. Bye bye.